Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được phát động trên toàn thành phố trong 2 tháng 7 và 8, bao gồm các chương trình như tiếp sức mùa thi, chiến dịch qua phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng và chiến dịch mùa hè xanh. Trong đó tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, phòng chống dịch bệnh. Năm nay thì do ảnh hưởng diễn biến của dịch COVID-19 cũng đã chỉ đạo các cơ sở tập trung triển khai, chủ động báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức các hoạt động đảm bảo theo yêu cầu phòng chống dịch. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên chia nhiều nhóm làm vệ sinh các tuyến đường trong nội ô thành phố, tháo dỡ các biển dán quảng cáo không đúng nơi quy định, treo băng rôn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì cũng đã xây dựng cho đoàn viên thanh niên có cảm thấy một tinh thần trách nhiệm thiện nguyện cao hơn, nâng cao tinh thần đoàn thể, cũng như qua đó tuyên truyền cho người dân có một trách nhiệm bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tôi rất là tự hào, xung kích đi đầu các mỗi phong trào và tôi thấy cái phong trào của thành đoàn tổ chức rất là ý nghĩa và bổ ích. Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Phú Quốc đã trao tặng công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi cho xã đoàn Gành Dầu trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình Vì đàn em thân yêu của thành đoàn còn tặng 5 phần quà và 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Nhiều hoạt động tình nguyện hè thiết thực khác sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 8 năm nay. Trong đó, tập trung nhiều là công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phú Quốc.